Đây là kênh TikTok dành cho người yêu loa. Và đây là sản phẩm JBL Flip 5. Một sản phẩm rất là nhỏ gọn, có thể mang đi bất cứ nơi nào của nhà JBL. Rất là nhỏ gọn thôi, để vừa lòng bàn tay. Và tại sao hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn con JBL Flip 5 này? Bởi vì hiện tại nó có mức giá cực kỳ là tốt, dưới 2 triệu đồng năm 2023. Dòng mới nhất của Flip là Flip 6. Tuy nhiên thì update của Flip 6 hay Flip 5 ấy, nó chỉ xung quanh một số vài cái công nghệ âm thanh xung quanh thôi. Còn chất lượng âm thanh phát ra ấy, thì nó cũng không nhỉnh nhau nhiều. Tuy nhiên thì Flip 6 thì giá gần 3 triệu đồng, mà cái con Flip 5 này lại dưới 2 triệu đồng, với mức giá cực kỳ hời cho một sản phẩm mang đi nhỏ gọn. Nó còn chức năng kết nối nhiều loa cùng một lúc, và với âm bát cực kỳ mạnh mẽ, với hai bát thụ động hai bên, chống nước IP7. Các bạn có thể nhìn đây, thoải mái luôn. Và khi chúng ta chơi những cái bản nhạc sôi động ấy, nó sẽ thể hiện luôn được cái âm bát ở chỗ này. Chiếc loa nồi đồng cối đá với âm bát cực kỳ mạnh mẽ như vậy và chất lượng âm thanh được khẳng định bởi nhà JBL rồi, thì dưới 2 triệu đồng đây là một cái loa mà mình rất là recommend năm nay để mua. Không phải là mình bán quảng cáo rồi mình giới thiệu cho các bạn đâu, mà thực sự đây là một chiếc loa nếu dưới 2 triệu đồng thì nên lựa chọn để chúng ta mang đi. Nó được bảo hành 1 năm bởi chính hãng JBL tại Việt Nam luôn. Hãy ghé Tam Xúc của Thành Lâm Mira xem mức giá còn tốt hơn nữa là bao nhiêu nhé. Nó nằm dưới này. Đây là kênh TikTok của Thành Lâm Mira. Xin chào các bạn.